Tí xin nhường sân khấu lại cho sư phụ của Tí kiêm bạn của ông nội. Linh Tâm thì gửi tất cả cô chú và anh chị, tất cả quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi chào quý vị. Cảm ơn rất là nhiều. Nóng quá, nóng muốn xỉu luôn. Hôm nay Linh Tâm bị sốc nhiệt rất là nhiều luôn, uống thuốc quá trời quá đất với con. Cảm ơn con nha. Ấy còn hiểu không? Mày làm gì chút lại cho con. Yên tâm. Cảm ơn rất là nhiều. Trong niềm vui này thì Linh Tâm xin gửi tất cả cô chú và các anh chị một bài hát tặng cho những người mới nói là bài hát mà Linh Tâm hát rất là nhiều, nhưng quý vị thích thành ra Linh Tâm hát nữa thôi, đơn giản như vậy thôi. Một bài hát được mang tên Trai Tài Gái Sắc, mời quý vị thưởng thức ạ. Vỗ tay cho vui đúng quý vị. Cảm ơn rất là nhiều. Chứ cả làng này nào ai văn sáng trân châu long lánh vàng bạc đầy nhà, nhìn qua là chói mắt khỏi cần bật đèn lên, nhà kế bên cũng sáng cũng chẳng đáng là bao. Khi chữ giàu đã không tả nổi, vì càng giàu càng rối, bởi vì anh nghĩ mãi chẳng lối nào ra. Không biết rồi ngày sau cửa rộng nhà cao sẽ giàu hết chịu không?
tôi làm tên trên đất cỏ vậy trời. Vỗ tay cái tôi đã hết. Có ai muốn đi cùng Linh Tâm về Bạc Liêu, mình cùng đắm say giấc mộng vàng. Đêm nay là một đêm mà hát cũng chút xíu nào đó tự nhớ về người anh của mình, anh Vũ Linh quý vị ạ. Quý vị có nhớ không? Vâng, rất là nhớ. Và trong đêm nay thì thực sự một điều liền, nếu mà nói những cái kinh tình thì quý vị khỏi nói rồi. Rõ ràng là Linh Tâm và Vũ Linh rất là sáng cánh bên nhau 40 năm rồi quý vị ạ. Rất nhiều kỷ niệm, mà kỷ niệm nhớ nhất đó là lúc nào Linh Tâm cũng giật vợ không hết trơn. Tội nghiệp, đi rồi mà không có yên, ông còn sống với tôi một giật nữa đó. Ngừng mấy ngã tư, mấy đứa nhỏ nó ngừng lên kế bên mình, nó nói qua nhiều khi mình cũng mất nhục. Cha Linh Tâm nè, cha này chuyên môn lấy vợ của Vũ Linh với Kim Tử Long nè. Buồn ghê vậy đó, trong phim thôi, chứ ngoài đời ai dám lấy vợ người khác bao giờ không quý vị, phải không ạ? Nhưng mà đây sẵn có duyên đêm nay rồi thì cho phép Linh Tâm được hát một bài hát mà tự Linh Tâm sáng tác. Một sáng tác rất là dễ thương, được mang tên là Lời Tỏ Tình Rất Dễ Thương. Không phải bài Ngọc Sơn nha, bài Ngọc Sơn cái bài mà này em yêu ơi ú ù ú với cái lu, trời đất ơi nó dê người ta mà nó ú với cái lu ai chịu bao giờ, phải không ạ? Đây là một lời tỏ tình rất là nồng nàn, rất là tha thiết, nhưng mà rất là dũng mãnh, rất là tàn bạo, rất là khủng khiếp. Mời quý vị thưởng thức bài hát được mang tên Lời Tỏ Tình Rất Dễ Thương của Linh Tâm sáng tác. Vỗ tay đã nghe dê cho đã về. Tôi rất cảm ơn rất là nhiều. Nhìn dáng em thước tha như dáng hoa, lòng lớn ngay như thái dương lung linh sắc mây. Ta ngất ngây say sao xuyên tâm hồn, lòng bàng hoàng cứ ngẩn ngơ như đá. Từ một kiếp trước nên khiến nên xui cho đôi mình tương ngộ, số kiếp đẩy đưa ta hồng xe chỉ tắm. Anh đắm anh sai, anh mơ anh mộng, anh muốn được cùng em kết nghĩa. Trăm năm tay nắm lấy bàn tay, mắt
lời yêu đương, lời tình chung, lời hòa hẹn kiểu đó là toàn đóng cây đẻo không. Cảm ơn một lần nữa các bạn đã theo và kính chúc tất cả quý vị lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn. Vâng, hẹn gặp lại quý vị ngày rất là gần đây. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.